cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza đã bước sang ngày thứ hai, quân đội Israel đã đặt đất nước trong tình trạng báo động chiến tranh và bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Gaza để đáp trả. Các cuộc tấn công bằng rocket đáp trả lẫn nhau đã khiến 232 người Palestine thiệt mạng, còn ở phía Israel thì con số người thiệt mạng là hơn 200 người. Số người bị thương ở cả hai phía là 2.000 người. Và chúng tôi hiện đang kết nối tín hiệu với phóng viên Anh Phương, thường trú tại Trung Đông để phân tích về diễn biến bất ngờ và đầy nguy hiểm này. Xin chào anh Phương ạ, anh có cho biết là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột lần này ở dải Gaza là như thế nào ạ? Thủ tướng Israel Netanyahu đã gọi những vụ tấn công vừa qua vào lãnh thổ Israel là khủng bố và sẽ phải trả một cái giá chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, chiến dịch mà lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas vừa phát động được tổ chức này gọi với cái tên Cơn bão Al-Aqsa. Vậy nên nếu không kể đến những mâu thuẫn lâu dài giữa Israel và Palestine, thì có thể thấy những mâu thuẫn gần đây liên quan đến ngôi đền Al-Aqsa, ngôi đền thiêng của người Hồi giáo tại Jerusalem, đã giống như một chiếc nồi áp suất bị nén quá mức và giờ khiến mọi thứ bùng nổ. Al-Aqsa được xem là ngôi đền nằm trong trái tim của bất cứ người Hồi giáo nào, nơi người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri Muhammad đã lên thiên đường. Tuy nhiên, mọi thứ đã xấu đi trông thấy từ giữa năm nay khi một số nhóm Do Thái cực hữu tiếp cận khu đền Al-Aqsa bất chấp quy định của người Hồi giáo cấm kỵ bất cứ người ngoại đạo nào được vào khu đền này. Và người Palestine thì cho rằng một số lực lượng an ninh của Israel đã bảo trợ cho những cuộc xâm nhập ấy. Xin mời trường quay. Vậy thì theo quan sát ở khu vực, cuộc xung đột lần này có thể bùng phát thành cuộc chiến khó kiểm soát hay không? Anh Phương. Các con số về thương vong trong lúc này đang tăng lên rất nhanh và các nguồn tin từ Israel thì còn cho hay là khoảng 1.000 người Palestine cũng đang tìm cách tràn vào Israel tại 4 khu vực. Đây là những diễn biến ẩn chứa những rủi ro rất khó lường, thậm chí còn được cho có thể đẩy xung đột Israel-Palestine từ nay lên một nấc thang chưa từng có trước đây. Cần lưu ý rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra đầy bất ngờ. Ngay bản thân những người dân tại dải Gaza cho biết là họ cũng đã thức dậy trong tiếng rocket mà không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Vậy nên tới thời điểm này thì chưa ai có thể dự báo được hết tầm mức của cuộc xung đột lần này. Nhưng nếu căng thẳng cứ tiếp tục bị đẩy xa hơn thì người ta lo ngại là một thảm họa nhân đạo có thể sẽ lại diễn ra như hồi năm 2014 với gần 3.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Xin mời trường quay. Cảm ơn phóng viên Anh Phương với thông tin vừa rồi từ Trung Đông. Và trước tình hình này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ triệu tập phiên họp khẩn. Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng. Và cũng trong ngày hôm qua thì nhiều nước cho biết đang theo dõi sát tình hình và đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, không để tình hình thêm trầm trọng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế, không có thêm các hành động thù địch. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động kiềm chế, tránh những động thái bốc đồng sẽ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa. Từ Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố cảnh báo hậu quả thảm khốc từ xung đột leo thang giữa Israel và Palestine. Tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm nguy hiểm cho dân thường. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Nga đang liên hệ với Israel, các bên tại Palestine và các nước Ả Rập khác để trao đổi về tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Lãnh đạo và giới chức EU, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan cùng nhiều nước châu Âu đã lên án vụ tấn công và bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.